Năm nay, lễ hội truyền thống nước tướng Lê Trân sẽ được tổ chức với quy mô cấp thành phố. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày 23, 24, 25 tháng 3 năm 2018, tức ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 2 năm Mậu Tuất với các hoạt động như lễ cao ít, lễ dân hương, lễ khai mạc, lễ rước, lễ tạ. Phần hội là các hoạt động như chợ quê, lân sư rồng, chống hội, hát văn ca cảnh trèo cùng với nhiều hoạt động hưởng ứng như dạy học tích hợp chuyên đề trang an bên xưa và nay ngày hội phụ nữ năng động đảm đang ngày hội thơ đường việt nam biểu diễn võ dân tộc giải chạy olympic vì sức khỏe toàn dân chương trình cờ người và các trò chơi dân gian ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo quận lê trân cùng các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn vui tươi tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân thành phố Thời gian qua, Vietjet đã mở 9 đường bay liên tỉnh và quốc tế đi đến Hải Phòng, tạo thành một hệ thống giao thông hàng không thuận tiện qua khảo sát cho thấy nhu cầu đi lại của các nhà đầu tư nước ngoài người dân và du khách từ hải phòng đến busan hàn quốc và ngược lại là rất lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du khách và các nhà đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển giao thương kinh tế du lịch giao lưu văn hóa thu hút đầu tư nâng tầm vị thế thành phố hải phòng và sử dụng hiệu quả cảng hàng không quốc tế cát bi thành phố đã đề nghị vietjet mở đường bay cát bi hải phòng đến busan hàn quốc và ngược lại đây sẽ là tiền đế quan trọng để thành phố hải phòng và vietjet tiếp tục các kế hoạch hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống giao so thông hàng không đi đến hải phòng tạo sự phát triển thương mại và du lịch giữa hàn quốc và hải phòng Lễ hội núi voi Xuân Mậu Tuất 2018 vừa được tổ chức với quy mô hoành tráng, long trọng thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đây là lần thứ hai huyện An Lão tổ chức lễ hội truyền thống núi voi kết hợp với hội chợ xuân với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi như liên hoan ca mối nhạc các làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, vũ điệu tuổi trẻ, giao hữu vật tự do, giải bóng truyền nam mở rộng, hội thi kéo con nữ, các trò chơi dân gian, triển lãm và bán hàng tại các gian hàng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, ẩm thực đặc sản vùng miền. Đây là dịp để huyện An Lão giới thiệu quảng bá tiềm năng nghỉ dưỡng của núi voi, mảnh đất mang nhiều dấu lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, nằm trong quần thể khu tưởng niệm Vương Triều Mạc có một khu văn hóa truyền thống đền mạc được xây dựng với quy mô rộng rãi thoáng đạt. Ở đây được coi là một trong những điểm du lịch mới hấp dẫn lý tưởng dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các em học sinh yêu thích du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Và ở đây thì có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng với các em học sinh trường Trung học phổ thông Kiến Thụy để tìm hiểu những nét mới tại khu văn hóa truyền thống này nhé. khu văn hóa truyền thống Đền Mạc được xây dựng thành quần thể tái hiện cấu trúc làng xã của dân tộc Việt Nam trên diện tích 2 hecta với các khu văn hóa, văn nghệ, khu chợ quê, khu tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là khu trò chơi trên cạn và dưới nước được bài trí sinh động, hấp dẫn để du khách có dịp được trở về với tuổi thơ với những trò chơi dân gian ngộ nghĩnh. Đến tham quan khu văn hóa truyền thống Đền Mạc, du khách sẽ có cảm giác được hòa mình trong không gian khoáng đạt, không gian của nắng, và gió cùng cảnh sắc mộc mạc giản dị đã tái hiện khung cảnh nên thơ hiền hòa của làng quê Việt Nam với cây đa, cổng làng, bến nước đủ để du khách cảm nhận sự bình yên thư thái khi đặt chân đến nơi này. Một ngày của các em học sinh trường Trung học Phổ thông Kiến Thụy khi được đến trải nghiệm tại khu văn hóa truyền thống Đền Mạc quả là có nhiều sự thú vị hấp dẫn. Mặc dù được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kiến Thụy có bề dày lịch sử và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Thế nhưng với các em, khung cảnh ở khu văn hóa truyền thống này vẫn mang đến cho các em sự mới lạ, háo hức. Vâng thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang đứng tại ở khu vực sẽ diễn ra các trò chơi dân gian trên cạn như là bịt mắt đập niêu hay là bịt mắt bắt vịt và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều gì hấp dẫn sẽ diễn ra ngay sau đây nhé. Khu trò chơi trên cạn là nơi mang lại nhiều tiếng cười vui nhộn với trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt hay bắt chạch trong chum. Đó là những trò chơi dân gian xưa thường được ông cha ta tổ chức trong những lễ hội truyền thống của thôn làng, mà chỉ nghe tên ai cũng có thể hình dung cách chơi như thế nào. Mỗi trò chơi đều có sự thú vị riêng, cách chơi khác nhau, luật chơi khác nhau, nhưng tất cả đòi hỏi sự khéo léo, nhiệt tình và đoàn kết của các đội chơi không gian đầy ắp tiếng cười cùng sự giao hò của vũ nhiệt tình từ khán giả. Các em học sinh ai cũng hồ hởi phấn khởi được hòa mình vào thiên nhiên làm bạn với cỏ cây hoa lá và thỏa sức vui chơi cùng bè bạn. Tài ghi nhớ vị trí, khoảng cách và khả năng phán đoán của các đội chơi, sự thông minh, nhanh nhẹn trong từng động tác được các em tận dụng tối đa để mang thành tích về cho đội của mình. Cũng từ những trò chơi dân gian này, các em học sinh trường trung học và thông kiến thụy phần nào rèn luyện thêm cho mình kỹ năng sống, khéo léo trong các hoạt động tập thể, đồng thời hiểu thêm ý chí của cha ông ta ngày xưa trong rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai lại vừa vui vẻ, thoải mái. Hôm nay cháu cảm thấy rất là vui và háo hức khi được về đây trải nghiệm được những không gian của người dân ngày xưa. Có những khu trải nghiệm như này, bọn cháu sẽ hiểu được khoảng không gian ngày xưa như, như thế nào. Hoạt động này giáo dục cho cháu một cái tinh thần hoạt đoàn kết hơn, hòa đồng với mọi người hơn và yêu thiên nhiên hơn. Đó. Dạ, cháu muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ khác là hãy tham gia những cái hoạt động như thế này bởi vì nó sẽ đem đến thật nhiều là những cái kinh nghiệm sống và kinh nghiệm học tập, vốn kiến thức là hết sức là phong phú ạ. Dạ, cháu mong muốn nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động và không chỉ là cho những cái bạn uh, cán bộ mà còn phải cho những toàn toàn bộ học sinh ở trong trường. một trong những khu vực mang lại sự náo nhiệt sôi động và không kém phần hấp dẫn đó là nơi có các trò chơi dưới nước như bắt cá làm bạn với nhà nông đào khoai ở khu này các em học sinh trường trung học phổ thông kiến thụy phải trải qua những thử thách khó hơn nhiều so với các trò chơi ở trên cạn phải bắt làm sao được nhiều cá nướng cá sao cho thật ngon hay đào thật nhiều khoai để mang về cho đội của mình Đặc biệt những trò chơi này có tính giáo dục và nhân văn rất cao, giúp các em bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp và bài học trên lớp của mình, nâng cao khả năng quan sát, rèn luyện tư duy độc lập, biết làm việc theo nhóm có lẽ xuất phát từ ý tưởng muốn gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ ông ngô minh khiêm người đã dành nhiều công sức và tâm huyết với khu văn hóa truyền thống đã chia sẻ về mục đích hình thành khu trải nghiệm văn hóa truyền thống đền mạc với mong muốn nơi đây là một địa chỉ để các em học sinh trên địa bàn thành phố tìm về nguồn cội đồng thời hiểu nhiều hơn những nét độc đáo được xây dựng và hình thành trong khu trải nghiệm có gắn liền với lịch sử nhà mạc như sự phát triển rực rỡ của nghề tiểu thủ công nghiệp làm gốm chu đậu Tất cả đều tái hiện sinh động và hấp dẫn như một bài học trực quan để các em được tận mắt quan sát. Thì dự án xây dựng khu trải nghiệm văn hóa truyền thống nền Mạc cũng đã ấp ủ từ lâu. Thì ban quản lý di tích cũng được xây dựng và tạo được một cái sân chơi đặc biệt là dành cho học sinh về trải nghiệm tại khu tưởng niệm Bùi Trường Mạc. Thì tại đây thì các cháu học sinh sẽ được nghe giới thiệu về lịch sử nhà Mạc, truyền thống của nhà Mạc và đặc biệt là sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm tại khu trải nghiệm thì thực ra mô hình hoạt động trải nghiệm thì có nhiều nơi làm và có nhiều cách làm khác nhau nhưng mà vì khu trải nghiệm này nó gắn liền với lại di tích khu tưởng niệm các vua nhà mạc vì thế các hoạt động của nó phải gắn liền với lại di tích và bổ sung cho hoạt động của di tích ngày càng phong phú và đưa khách quốc tế khách du lịch và đặc biệt là học sinh các trường để về được tham quan học tập để nâng tầm của giá trị di tích lên có thể nói, khu trải nghiệm văn hóa truyền thống Đền Mạc được ví như ngôi làng văn hóa du lịch cộng đồng thu nhỏ để thu hút du khách bốn phương về với mảnh đất kiến thụy địa linh nhân kiệt. Từng ngôi nhà, tròi lá đều mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng. Với những giá trị văn hóa vốn có, sự đa dạng của các hoạt động tập thể, trò chơi dân gian cùng cách đầu tư công phu của chính những người con kiến thụy, khu trải nghiệm văn hóa truyền thống Đền Mạc được coi là điểm sáng trong các hoạt động du lịch cộng đồng hiện nay nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống giờ đây không chỉ còn trên sách vở mà cội nguồn dân tộc bản sắc văn hóa đã được tái hiện sinh động và đi vào thực tế bằng những hoạt động trải nghiệm như thế này sẽ giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn về sự phát triển của nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng bắc bộ qua đó giáo dục các em truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là với khung cảnh tuyệt vời tại khu văn hóa truyền thống này, cùng với những hoạt động trải nghiệm của các học sinh trường Trung học phổ thông Kiến Thụy đã mang lại cho quý vị và các bạn những cái giây phút thoải mái thư giãn trong những ngày nghỉ cuối tuần. À, tới đây chương trình của chúng tôi xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.